Sáng ngày 13 tháng 5, Hội đồng đội huyện Thanh Oai tổ chức chương trình kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hòa chung không khí thi đua sôi nổi, hướng tới chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Thanh Oai, Nguyễn Thị Minh Nguyện ôn lại truyền thống 82 năm lịch sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai đã cùng với ngành giáo dục và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức và tham gia tích cực các phong trào thi đua như vòng tay bè bạn, kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến, thiếu nhi Thanh Oai thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ủng hộ những viên gạch hồng vì đàn em thân yêu, phong trào quyển vở yêu thương. Hội đồng đội huyện Thanh Oai đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục vì thế hệ trẻ, góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Đội viên thiếu niên tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Thông qua những hoạt động phong trào của đội, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai nhiều năm liền được Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc. Tổ chức đội đã thực hiện tốt mục tiêu giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần cùng với tổ chức đoàn thanh niên xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng văn minh và giàu mạnh. Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai tin tưởng rằng được Đảng, Bác Hồ sáng lập, tổ chức và rèn luyện dưới sự dìu dắt của đoàn thanh niên, với sự nỗ lực, hy sinh to lớn của đội ngũ cán bộ phụ trách, sự quan tâm của các bậc cha mẹ, thầy cô và chăm lo của các cấp, các ngành, suốt 820 năm qua, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã đóng góp không mệt mỏi, nối tiếp nhau nêu cao tinh thần cách mạng, chiến đấu hy sinh oanh liệt, không ngừng học tập và rèn luyện, góp phần cùng dân tộc làm rạng rỡ tổ quốc ta. Từ anh Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội với 5 đội viên, đến nay chúng ta đã có một lực lượng hùng hậu đội viên, thiếu niên và lực lượng hậu bị quan trọng. Lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã cùng cha anh lập nên những kỳ tích trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã và đang được ghi vào lịch sử. Thưa quý vị đại biểu, thưa các em học sinh thân mến, nhìn lại chiều dài lịch sử qua bảng Việt Nam, huyện Thanh Oai chúng ta tự hào với truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống qua bảng với nhiều danh nhân được ghi trong sử sách như Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Trực, Trạng Nguyên Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thiến, vân vân. Và gần đây, từ những đội viên năm xưa đã có nhiều tấm gương tiêu biểu của người con Thanh Oai như giáo sư tiến sĩ Phạm Vũ Luận, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Đăng Tiến, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Sử, Trung tướng, Chính ủy, Viện Quân y 103, đồng chí Nguyễn Thu Hà, Trung tướng, Chính ủy, Viện Quân y 108, vân vân. Cho đến nay, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, những người con của huyện Thanh Oai đã và đang tiếp tục làm rạng danh quê hương, có nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, công tác và là những nhà lãnh đạo, các cấp, những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Cũng tại buổi lễ, huyện đoàn, hội đồng đội và phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai đã tuyên dương những gương mặt cán bộ đội, giáo viên tổng phụ trách, ban giám hiệu tiêu biểu của địa phương trong thời gian qua. Đây là sự ghi nhận những công hiến, đóng góp của lực lượng cán bộ đội, giáo viên tổng phụ trách, ban giám hiệu trong công cuộc phát triển đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai. Nhân dịp này, huyện đoàn Thanh Oai cũng phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Regos Edu tổ chức trung khảo cuộc thi Ong vàng vô địch năm 2023. Đây là một sân chơi bổ ích, là cầu nối tiếp lửa đam mê về ước mơ chinh phục ngoại ngữ, khám phá kiến thức mới trong xu thế hội nhập toàn cầu của thế hệ trẻ bằng sự tự tin và tinh thần chủ động trong việc học và sử dụng tiếng Anh.